Ở ngoài đồng á hả, lúa chín rồi mà trong nhà đã hết gạo hết lúa ăn này. Cái người ta tung bột ra người ta cho mình dây á hả, mình lấy một chục giờ lúa rồi mình ăn là tháng sau mình gặt lúa mình đông lại 15 giờ. Rồi đó cơ bởi vì người ta giàu thì người ta giàu phim Lãi quá trời á. mà mới đó mà mới đó mà ăn lãi từ 10 lên 15 dạ ha. Nhà xem. Con với sân nhà đang đi với ba chị chú. Lấy máy bay phải không? Nó đang ngậm cần he. Sân hà, lấy máy bay sao sân hà? Giờ lái. Cái này là điều khiển nè. Bữa nay Sơn Hùng đi học buổi chiều hả con? Dạ. Anh là hàng xóm. Rồi, ai lái máy bay? Anh làm cơ kho á. Em lái hay Sơn Hà lái? Sơn Hùng lái. Em lái, em là cơ trưởng, con là cơ kho á. Rồi ngồi đó chơi đi, đặng cho mẹ nấu cơm nghe. Cái gì kẹt tay đó. Trời ơi. Bữa nay mình ăn gỏi xài á em. Xài này bữa mua ngoài thím tám hả? Dạ, thím tám nó vừa bán cho Sơn Hùng. Bữa bà tám bán nhiêu tiền nha Sơn Hùng? Dạ. Bữa bà tám bán mấy trái xài con nhiêu tiền? Dạ. Bữa con trả đúng không? Như là 80.000. 30.000. Gì mà là tám bán rẻ không sao không con kêu hai trái mà quật tài ám là con nhỏ luôn con hai trái là bà tám đưa bốn trái luôn không trời ơi coi anh trả kìa không có ngồi im mà chắc là Sơn Hà muốn về làm người thợ xây dựng xây dựng hả đang xây nhà Sơn Hà. Bữa nay mình gửi ra rồi ơi xong rồi Sơn Hùng ơi em quậy kìa con giữ em nha nè ở đây nè đó đây, khô sạch với khô lóc không em hai thứ luôn nãy nghe mẹ nói mẹ hấp trước rồi nướng lại cho thơm à đem ra mình chờ nó mềm lâu lắm. Dạ. Bỏ vô cái lò quay quay. Ngân hàng mới tạo ra cái nhà này ba. Có cái đầu bào em không xài hả xíu? Em sắp rồi hả? Băm xong rồi bào. À. Nó có cái bào sợi á, mình để cho mình bào sợi luôn. Ba. Con với Sơn Hà tạo ra được cái nhà này ba. Nhà lâu hả? Con với Sơn Hà là xây dựng. Qua xây dựng với anh hai đi. Hồi mươi nè, tưới cây trời để cây nó ra, nó cười ngắt ngắt ra, nó làm ít nhẹp của nhẹp, thích lắm. Rồi dọc nước hả mẹ? Úi trời. Bà nội tưới cây là nó ra nó giật. Rồi rồi nó nằm xuống nó quạt, nó y như nó lội gì đó. Dạ. Cười quá. Về như cá, về như nước nghe không? Nó thích nước vậy lắm. Cá gặp nước vậy đó. Này hai khô sạch như mẹ nướng hồi hồi trưa hả? Nói gì không hiểu luôn. Hai mươi mẹ thấy than ngon quá. Dạ. Đi tu nướng thịt than ngon quá. Mẹ ra mẹ nướng xong khô rồi nướng mấy cái bánh tráng mà than còn vẫn yếu. Ngày trưa như mẹ nướng cá chỉ vàng với khô sạch. Thấy lửa thấy hầm. Sao không giữ em đi sao không? Cúp ha. Đồ bỏ than tới tiếp kiếm thêm kia nướng. Dạ. Coi chừng kẹt tay nha. Nhà mình cũng còn có một... Anh hai nay giỏi nè, đi học về tắm rửa sớm nè. Để giữ em cho mẹ nấu cơm. Giỏi lắm á. Con bà kêu gì Sơn Hùng? Bóp con bạch tuộc kêu gì? Bíp 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 à. Bạch tuộc kêu. Đi ai bóp con bạch tuộc kêu. Con bạch tuộc kêu sao con? Bíp 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 con. Cái Sơn Hà này nó cũng hiếp anh hai vậy lắm. Sao kỳ vậy Sơn Hà? Sao hiếp anh hai? Ngồi giống như bà nội lại nó anh hai đang cầm bánh tráng cái nó quánh cái rã rã trừ. Bánh
năm với anh hai. Nó lụm lên nó chọi em á. Trời ơi. Anh ngồi dữ dẫn. Sao có được? Sao được? Anh hai. Không biết anh hai gì. Nó xe chạy. Cá sặc mình tưởng nó xương nhiều ai giờ không có xương ha. Nó có xương giữa. Cái gơ xương giữa thôi. Cái kỳ nữa. Dạ. Cái bụng nó nè. Bụng. Vậy mà cá sặc ngày xưa cũng ăn không nổi á mẹ, mắc đâu, tiền đâu à. Ăn nổi. Tại chỉ có nhà giàu mới ăn nổi. Ngày xưa không có mặn ra tiền nữa xin. Dạ. Nó mắc cái thì nó cũng không mắc, tại không có ai mặn được cái gì đâu tiền. Có công việc làm à. Khô mà chỉ ăn ba cái con khô bậy bạ khô mà kiểu vịt gà ăn á, mình lựa ra mấy con nào bự á, thì mình nướng mình ăn, còn con nhỏ thì cho vịt. Thôi lộn. Dạ. Cá kêu bằng cá thích ăn. Hồi xưa mẹ mua một bao về để cho vịt ăn á, rồi cái lựa mấy con bự á em, rồi cái phơi lại chiên mà ăn cũng ngon, chiên hoặc nướng. Cá lộn xộn á nó rẻ. Con cá cua mà con cá đùi nhỏ rồi đó. Dạ. Cái lửa ra ăn cũng ngon nữa. Ngon. Tại vì con cá tươi á, người ta phơi. Dạ. Tại người ta đóng đáy thì nó đủ thứ loại nên là khi mà người ta lộn xộn thì người ta bán rẻ lắm. Bán cho thích ăn cho vịt. Dạ. Mới mua một cái thúng gì á, nên cho tiền giống như ruốc giờ vậy. Dạ. Giống như ruốc mình ăn nó tới mấy trăm ngàn ký, còn cái ruốc kia là một thúng vậy có mấy chục ngàn à, rẻ rề. Cá đó người ta đâu có phơi để bán cho thức ăn vịt nữa đâu sao, bán đó. Dạ. Thương giờ cũng mắc nữa sao. Dạ. Cái con loại trung trung này ngon mà, phơi nó không có bị mặn á mà. Mẹ thích con cá cái này. Dạ. Bự quá thì phơi không khô, cái phải làm mặn. Bự nó có mặn. Cá cái này nó không có mặn. Bự quá phải ngâm nước muối lâu. Nước muối lâu nó mặn. Thấm vô nó phải mặn. Còn nhỏ nhỏ gì hả nó tươi vừa, hơn. Dạ, vừa ăn hơn. Mà thích ăn con nhỏ nhỏ nha. Mà con bự thì thấy nó đẹp. Con bự thì biếu đẹp. Ừ. Cũng nhiều quá ha, một trái mà quá chừng luôn. Con vô trộn đường. Ủa Sơn Hà xách ghế đâu lại đây con? Lại đây. Trời ơi. Sơn Hùng cầm lấy đây để em đập chút nữa dập chân ạ. À. Rửa xong cái trộn đường vô để lát. Cái lại đây chơi anh hai nè. Thế hả? Hàng gói này hao đường. Rồi nó phá ống nước của ba Sơn. Ba Sơn mới mua về định sửa ống nước nha. Đó, 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 đó. No, đi ra đi. Rồi, cất nhà với anh hai đi. Nghe ổng xem qua kể anh Bảo Tính đập đồ, cười đó, thích dạ. Đập đồ lắm. Đồ bấm ma trên em lấy. Cái bự để dưới, Sơn Hồng. Đập bóp nhỏ bóp đây trên. Vậy là bữa nay mình ăn cá với khô ha, không có canh thôi mà. Ngày mai đi, ngày mai nấu canh rau. Ăn với... cá cơm trứng hay là mắm lóc chân gì đó Sơn. Dạ. Cũng nhiều thịt quá rồi nè. Nhiều. Này thì mình làm món này nhậu với bia cũng ngon lắm nè. Lai rai, rượu đế cũng được. Nhậu rượu đế, bia người ta nhậu đồ sang hơn. Thì xưa khô sặc là sang rồi. Còn sao mà cái ngọn sầu đâu nó đắng dữ lắm mà sao ta trộn khô sặc. Dạ mà. Sơn có ăn lần này chưa? Đắng chắc con không được. Rồi, đắng nó đắng. Tới té đi. Đắng dữ lắm luôn. Trời ơi, chạy đâu vậy? Dễ mẹ mà. Rồi, bỏ cho mẹ đi. Cho anh hai kìa, anh hai. Cho anh hai kìa. Thưa Hùng tới nay có học với cậu bột không? Chú bột không? Ừ. Tới nay học được gì Sơn Hùng? Vui không? Ở trường á? Bữa nay cô dạy gì vậy? Dạ tự nhiên cá.
giao thông hả? Cái này xay mình bầm xong là mình rửa. Dạ. Mình rửa rồi cái mình trộn đường. Trộn với đường thôi. Trộn đường chút cho ra nước chua luôn ha. Ra nước chua rồi, trong đây nó còn xài lại là ngọt với chua thôi. Dạ. Đổ cái nước chua chua này ra. Dạ. Rồi mình trộn khô. Tạt ớt với rau thơm, vậy là xong món gỏi. Ủa không có mặn ha? Mặn là khô. À khô mặn hả? Nó mình cặp với nó là nó được mặn này. Dạ. Vậy là mình cho mấy muỗng đường vô đang cho nó ra nước chua nè. Ra nước chua. Rồi à. Trong đây nó còn ngọt với chua. Còn chua chua ngọt ngọt, mặn của cô. Nó ra nước xài. Ít rau thơm với tỏi ớt là xong ha. Xong. Thì cũng đơn giản vậy ha. Đơn giản dữ lắm. Không cần bỏ nước mắm, nước muối gì nữa đó. Dạ. Không cần bỏ gì khác. Chỉ có đường thôi ha. Dạ. Món này khá đơn giản cả nhà ha. Bữa cô chú nay thấy Hoàng Sơn làm món gỏi gỏi xài với khô sạch khô lóc ngon quá. Đấy, để bữa nào làm để cho cô chú coi. Khô sạch khô lóc nằm bên đây. Nếu như mình muốn cho nó hơi chua chua miếng xíu thì mình ăn ít thôi. Thêm chút tắc ha, chút tắc nó thơm hơn. Ăn cho nó trộn vô trong khô cho nó chua chua. Dạ. Yeah. Đó, thì đây là cái cách trộn gỏi xoài của nhà Nam Việt ha, cả nhà mình có thể tham khảo. Có một cái tắc nhỏ thôi. Dạ. Rồi. Trộn vô bên bên khô á. Dạ. Cho khô nó thơm đây. Dạ. Tỏi ớt nè, trộn bên đây. Rồi. Tỏi ớt chia rau thơm. Rồi. Trộn bên khô cho nó thấm xíu tỏi tắc ớt. Nếu mà như cái xoài mình thì muốn thêm miếng cái vị chua của tắc chua. Cho thơm á. À, tùy theo gốc cái xài nó không chua mình phải thêm cái tắc vô trong khô cho nó chua chua. Dạ. Cái chua ngọt ngọt. Chua... chua dừa rồi nè, mình thử. Xài này chua không? Chua dừa. Dạ. Để xài thái nha. Nó chua dừa. Còn mà xài gặp xài chua quá thì mình phải trộn để cho lâu lâu cho nó ra cái nước xài cho nó bớt chua. Dạ. Còn xài nào ít chua thì mình trộn nó nhanh nhanh. Rồi. Còn xài nào ít chua nữa thì mình cứ trộn tỏi ớt với miếng đường với miếng chua chua vô khô. Dạ. Vậy thôi. Ớt vô, ớt dây. Ớt này phải sắc miếng lớn lớn nha. Để nhiều khi nhỏ quá gấp lộn cay lắm. Ớt này ít cay. Dạ. Còn ai ăn cay ăn gấp nguyên với ớt cho dễ. Ớt này ít cay lắm. Rồi. Ớt này ít cay. Rau thơm thì mình có lá quế. Dạ. Với gì mà? Cây, cây, cây. Hay hoặc rau dấp. Dạ. Nãy tính đi hái rau dấp thì sáng mấy bên chị có qua mấy khỏi đi hái. Tại vì tháng này rau dấp mình cũng ít. Dạ. Hôm qua anh mới hái nữa. Rồi vậy là xong rồi nè. À, cho rau thơm vô. À, cái này lâu lâu mình đổi khẩu vị á, mình ngán đó mình có thể ăn cái này được nè. À, khô với xoài ha, ít có ngán. Nhưng ít dầu mỡ. Mẹ mới lấy mấy khô mẹ nướng chứ. Mày nướng cá chỉ vàng ngon hết sư. Dạ. Mày ăn không đâu. Nên đâu có trơn. Đưa cho chị mì tu mấy con. Rồi mẹ ăn hai con. Còn mấy đó, con sơ sơ đều rồi đó. Rồi vậy là đúng rồi đó. Dạ. Rồi cái lát á mình muốn ăn xài nãy không có mặn rồi. Dạ. Cái mình gấp miếng xài miếng khô. Mình gấp miếng xài miếng khô vậy kẹp nè lại, ha? Mình gấp miếng xài miếng khô vậy nè đó. Đó mình phải gấp vậy mới đủ vị ha. Vậy đó đó. Chưa mình nói hai khô cái ăn hai ngày. Mẹ nói hai khô ăn hai ngày rồi xin với bình thường ăn không thì ăn nhiều lâu nhưng mà khi trộn với xài thì nó ăn nhanh hết. Tại nó chua đó, nó có kèm vô đó. Dạ. Nó đỡ mặn. Đây mình không phải thôi. Là ăn một món khô không, bên mình có cá nữa. Dạ. Mày mốt chắc nước cơm ăn với khô một bữa nha. Dạ. Bữa nào mình sẽ nấu cơm ở bên trời á, mình nấu củi. Cái là củi hơn mới chắc nước cơm được. Anh biết ăn cơm trộn bắp không? Chưa không biết. Ở đây chưa có bắp để trộn. Trời ơi, sân hà. Có ăn rượu mì á. Cơm trộn với bắp. Gạo trộn với mì đó. Thì hả đẩy con ngựa chạy tốt lắm. Năm 78 có ăn cơm cụ mì trộn với gạo tối. Năm đói hả mà.
có nhà ông hai á, nhà bà hai á, ăn cơm trộn đậu xanh có, đậu xanh rẻ hơn gạo. Dạ. Bắp trộn đậu xanh ăn rồi cơm nó ngon, đâu mình nhà mình đâu có đâu, nhà ngoại đâu có đồ ăn. Nhà bên ông hai á có tiền. Dạ. Chết sớm á, rồi con đông á, một mình ngoại nuôi đã vất vả rồi, gặp mình năm thất mùa nữa đó, đói luôn. Chứ nói sao không đói, có mình làm năm đó là ai cũng phải đói. Không, mà nhà ta có tiền, ta còn vốn ta ăn. Còn mấy nhà mà nhiều ăn nhiều thì hết vốn. Tại vì mà mùa ruộng bỏ vốn ra rồi tới chín là mình đem lúa về, có thể mình dư là mình bán. Nhà ngoại mình cũng gần 2 mẫu ruộng hả Sơn? Dạ. Mà công cán đổ ra, nhiều đổ ra, vốn liếng đổ ra thì thắt cái ráo rồi. Ôm đồng đồng, bữa nào nấy thiệt bự đồng đồng nó nóc mà trổ không nổi trái luôn. Ừ. Rậy nó đeo trái luôn. Sao không nghèo? Người ta nói một năm thất mùa là nghèo, 3 năm là phải rồi. Tại vì năm đó mình mần rồi thì mình còn dư lúa mình để ăn với mình để mình bán, mình lấy cái vốn lợi Sơn. Dạ. Mà anh này đi tuốt tay đó rồi không có ăn nữa, rồi không có đi vay nợ thì bắt đầu nợ nó đẻ tiền lãi tiền lời nữa. Mình đi vay lúa ăn á hả, 10 giờ lúa tới mùa mình đông 15 giờ đó Sơn. Dữ vậy hả? Ừ. Ờ, nhiều quá ha. Mấy nhà người ta có tiền, người ta dí lúa nhiều lắm, cái để cái tới tháng 10 đó. Dạ. 9 tháng 10 người ta kêu bằng cái tháng lúa cao gạo kém đó. Ở ngoài đồng á hả, lúa chín rồi mà trong nhà đã hết gạo hết lúa ăn này. Cái người ta tung bồ đó, người ta cho mình dây hả, mình lấy một chục giả lúa để mình ăn là tháng sau mình gặt lúa mình đông lại 15 giả. Ừ. Rồi đó, bởi vì người ta giàu thì người ta giàu phim á. Dạ. Lãi quá trời mà. Mới đó mà ăn lãi từ 10 lên 15 giả ha. Dạ xem. Ê, Sơn Hà qua nhà bây ăn ở rồi hả? Cũng vừa về hả Sơn Hà? Ở nhà bà đi quấn một cửa chạy vẫn kịp nha. Chạy bển rồi. Nha. Theo vẫn vẫn lên vẫn ta. Không rồi ngồi hát rồi trong lòng bi á. Rồi cá nóng rồi em ơi. Để xuống anh nha. Cái này là mình ăn của bữa trưa, bây giờ mình hâm lại. Này gọi là ăn bậy ăn bạ cho qua tăng lề hả? Ngoại câu đó của ngoại đó. Ngoại hả? Phải ăn cơm cái gì má ơi. Tội nghiệp bà ngoại ha. Đông quá trời luôn mà. À, cơm bỏ bụng là mừng rồi ha. Thôi ăn bậy ăn bạ cho qua tăng lè đi. Cho qua tăng lè. Cái gì cũng hỏi đó, ngoại lo lắm, mấy người sao mà lo nổi. Giờ đang ăn cơm gì má ơi. Thấy bữa đám cưới gì Út phim coi lại đó. Thấy lúc đó ngoại ốm nhom. Dạ, dạ. Ốm mà đen nữa. Ngoại đó ha. Tại vì lúc đó là ngoại đẹp. Thấy khổ quá chừng ha. Đó là Út Khanh 20 tuổi. Út Khanh đã chồng mấy năm rồi. Lúc đó ngoại năm mấy, 60 tuổi hả Sơn? Dạ, cực quá trời cực luôn rồi. Trời ơi, nhường. Ờ, thấy ngoại đẹp ha? Dạ, ngoại dạ. Rất đẹp. Tôi ở ngoài còn trẻ. Nồi gắt của mẹ xong hả? Ừ. Này mấy trái mà? Ba trái mà trái kia xấu mẹ bỏ, này còn hai trái. Trời ha. Ừ. À, cả nhà coi nè, vài bữa nữa mình sẽ có rất là nhiều món xôi gắt này nọ ha, rau câu gắt luôn nha. Đó. Vậy mới đi dành. Ba trái hả? Hai trái, bỏ hết trái. Sao bỏ mẹ? Trái kia nó không ngon, nó chín héo, nó không được. Mẹ lấy thịt ra cái mẹ xào ngào cho nó chín tới rồi em bỏ bảo quản. Mẹ gỡ hộp ra, bỏ khối sinh tố mẹ xay. Dạ. Bỏ tí đường. Xay rồi cái bỏ này quậy cho nó sôi lên. Dạ. Lúc nào trong tủ cũng có màu hết. Cơm ha, giờ mình ăn ngoài cho mát. Mỗi lần ăn cá này con nhớ hồi xưa nhà mình hay ăn cái da cá hú. Ai đó? Mỡ hả mẹ? Một son mỡ không? Mẹ không da của nó với cái bụng của nó mỡ không hả? Dạ. Cái bụng này, cái thịt thì người ta đem đi xuất khẩu hay đi bán đâu không biết nữa. Bán da rất là rẻ.
Dạ. Mà lúc đó lại thèm chứ. Mà vải nó ngon lắm, mà vải này đó ăn da cũng ngon lắm. Và con nói mỗi lần mà mẹ làm cái món đó là ăn coi như là no nóc luôn. Kho mặn mặn vậy đó. Kho mặn mà mỡ cá nó béo. Mẹ ăn thử đi. Thử cái gì không? Dừa ngon. Trộn Huy nó ngấm chua á. Dạ. Dừa ha. Dừa, nó mới bị chua. Anh em có ăn cơm không? Chắc anh em coi cửa hàng ha. Sơn Hà đâu? Trời ơi, sao kỳ vậy? Này đi kiếm. Sơn Hà ơi. Anh Yên đâu? Trời ơi. Kiếm anh Yên hả? Sơn Hồng ơi, cơm con. Anh Yên ẩm đi chơi hả? Sơn Hồng vậy ăn cơm con. Cá. Còn ăn cá ha. Sơn Hồng có ăn nó kho lắm á, Sơn Hồng tự gấp nha, tự né xương nha. Đó, cả nhà mình ăn khô ha. Anh em đi chơi bỏ điện thoại nhà kêu sùm luôn kìa. Rồi mời cả nhà nè, gỏi sạch khô sạch xoài khô sạch có khô lóc nữa nghe. Đó, sập cẩm luôn. Mời cả nhà mình bữa cơm chiều với gỏi nha. Ớt khô nè, xoài nè. Đó, vậy nó mới ngon. Cái món này con thấy sau này mới ăn chứ hồi xưa mình cũng đâu có gỏi khô sặc đâu mà. Đâu có khô chập, ăn khô kia kìa. Cá hồng gà. Dạ. Yeah. Cá hồng gà làm thường. Ngon sao không? Cá hồng gà cái bầm dưa leo. Trộn miếng khô cá hồng gà. Ngon. Khô sặc lắm mắt. Ở sao về đóng cửa rồi? Nên định đi học trò hả? Rồi, rồi Sơn Hà bắt đầu về quậy nè. Nguyên đóng cửa rồi. Sơn Hà ơi. Về đây biểu. Để bà ăn đi rước chị ba, con về nè. Nhanh. Tránh đường, chạy, chạy, lẹ. Lẹ, chạy lẹ. Rồi, lại nội đi nè. Nội đâu? Nội ơi. Rồi, bà Yên định giữ cho xíu. Lên đây đi, con chép của con nè. Rồi mẹ xiên hết ăn rồi. Bỏ vô đi chứ. Không chịu mẹ kể đó mẹ. Mẹ là... vui lắm. Con nè, chén của mẹ con. Vui lắm. Qua đây ngồi, qua đây ngồi. Con qua đây ngồi đi con. Rồi gần mẹ, gần mẹ cho ăn. Sao nhăn mặt vậy? Ai lấy đũa? Để mẹ đừng lấy đũa nha. Thấy ai ta cũng cầm đũa thì nó phải cầm đũa thôi. Như vậy à vậy? Hả? À, rồi họ xuyên hết ăn rồi đó. Ở vậy có con vậy hả? Nói là xưa cho ăn cơm sớm hả? Đặng chơi mau lớn hả? Nấu cứng. Tội nghiệp, răng đâu nhai được đâu mà cho ăn sớm mà. Nhai, người lớn nhai đúng. Dạ. Yeah. Người không có cho xe nhé. Còn nếu ấy thì lấy muỗng tán tán cơm nhỏ nhỏ. Trời ơi, nó quậy rồi nội ơi, nó lên quậy. Đây, đây nè. Đi chơi đi. Ừ, ngồi xuống đi chơi nữa. À, cái vụ máy sấy. Hôm bữa đó mẹ là nó bị hư cái cảm biến điều khiển nhiệt độ á nên không sấy được. Thì con có đặt trên mạng cái cảm biến nó có mấy chục ngàn cái à. Vậy hả? Để rề à. Vậy hả? Dạ. Chờ vài hôm nữa có về con thay. Trên thành phố không có mua được hả? Trên thành phố có bán mà tới mấy trăm ngàn lận, 200-300 ngàn lận. Đặt rề rề. Mà mình cũng chưa gấp. Dạ à, con đặt mấy cái luôn để dự phòng. Đặt 2-3 cái đi á. Dạ. Giờ về mình tự thay luôn. À, cô chú thấy cái máy sấy lạp xưởng bữa rồi hành em muốn bệnh luôn nè. Đó. À.
Tại vì bình thường á là mình sẽ phơi nắng để cho nó ngon, nó đỏ đẹp. Nhưng mà khi mà mưa bão mình sẽ đem vào đây mới sấy. Cuối cùng đem vào dự phòng sấy thì ở đầu cái máy, cái cảm biến nó bị không có biết được nhiệt độ của cái lò, nó không chạy. Đó, cái cuối cùng em với mẹ phải cho vô tủ lạnh, quá trời vất vả cả ngày luôn ha. Dạ. Tại vì sợ nó lên men nó chua. Rồi là cái sáng hôm sau phải lôi ra phơi tiếp. Xài kèm với nước khô giờ nó mới ngon lên. Dạ. Mà xài không á nó thiếu nước khô nó ngon. Ngon quá ha. Ngon. Cái món này con nhớ giống món củ hủ dừa. Nó cũng giòn giòn á mẹ. Mà củ hủ dừa thì nó không có chua á nhà. Nó giòn lắm. Nghe nói ăn củ hủ dừa là mất hết cây dừa đó. Ngày xưa là người ta đâu ăn củ hủ dừa mà ha. Giờ thấy ăn quá trời. Ta trồng giống như trồng nhiều á, người ta bán củ. Còn trồng cây ăn trái thì người ta phẳng lắm. Tại một cái cây dừa cao như miền Tây á, nó tới mười mấy năm rồi. Giống như người ta trồng khoảng 2 năm là người ta có chặt củ. Còn giờ người ta trồng củ hủ dừa thì trồng cây khoảng 2 năm là người ta lấy củ rồi. Cái đọt á. Chứ cây dừa ta mười mấy năm mà lấy ăn cái củ giờ không thấy là chở luôn, chở cái bắp nhỏ nhỏ không đó. Chứ nguyên cây kia bự lắm, cái cây dừa mà to nó bự lắm. Mẹ dám ăn con đuông dừa không? Dám. Rồi không biết giờ dám không chứ mà nhỏ ăn dữ. Con thấy sợ quá trời. Giờ chưa có ăn không biết. Dạ. Giờ mình lớn tuổi thì mình sao chứ đó. Ăn dữ lắm. Ừ. Trời ơi có cụ từ nhỏ trời ông đi chặt ông bài đặt ông cho ăn đủ thứ chưa. Ông cho ăn cái con cái ổ con ong nữa. Dạ. Mà dám ăn nữa. Ổ ong thì cũng ăn. Ổ ong thì dám. Cũng ghê nữa mà cũng dám ăn nữa. Mình đua thấy bự quá sợ. Con đua người ta chiên. Con cái người ta sống giờ thấy ghê quá. Ta chiên. Dạ con sống lắm. Cho ngâm nước mắm này chiên. Ngon lắm. Đâu có ăn sống. Dạ người ta gấp cái đầu đó cho không cắn rồi bỏ vô trong. Cái vậy? Ghê quá trời. Còn con đuông đuông á là ăn ý con ông ăn là ăn sống đó mà cậu Tư cho ăn ăn luôn. Mà đó ổng mua bày đặt bày điều á đi theo ổng. Ổng gì ba? Gì ba đó gì ổng là một cặp đi khá rồi. Thôi tóc khám nha. Bà kỳ đó. Dạ. Ừ. Tối ngày hả? Này đẹp. Lấy cái này bài cái kia. Mà đến cho ăn đẹp cái tiếng ngắt được. Mình chứng làm gì cơ. Thì ăn con sống rồi đâu có dám. Con dạ. Chiên chứ. Người ta ăn con sống con thấy con sợ quá trời sợ. Đâu biết. Đâu biết mình thấy. Thấy cái nó bấm vậy nó thả vô cái cắp cái đầu đó là cho nó không nhúc nhích. Nó không cắn mình cái ăn cái bụng. Trời ơi thấy sợ quá trời sợ. Nhiều ngon lắm. Còn bỏ vô nước mắm á, nước mắm á, cái cho nó lội với chảo người. Ừ. Cái bắt đầu nó uống nước mắm người rồi, bỏ vô chảo chiên, thằng ngon lắm, chảo này luôn. Còn con ổn ông cũng bắt tét ra cho ăn. Trời ơi mà, 18 ổng với dì ba là lớn nhất á, còn nhiều nhỏ nhỏ này chạy theo. Cho nhịn ăn. Bà ngoại phát hiện. Chứ ngoại phát hiện trái chết đâu thế. Bà ngoại thấy sáng sáng tại ngoại thức làm đám dỗ ông cố không mà ăn dỗ giờ rồi mình đi ăn dỗ đó. Ngày mẹ nói ngày 20 rồi đó mà giờ giờ lại 19 á. Tại bà cố chết ngày 19 thì giờ lại làm ngày 19 á. Dạ. Trên ngày luôn. Không có miếng nước tưới rồi. Để cho ăn trái ruột. Dạ, yeah. Ủa sao không có nước mà. Nước rồng cạn. À trời. Rồi đã cơ không có miếng nước tưới. Rồi đứng ngó luôn. Cái cột ôm ôm. Rồi lấy mấy cây cột đó mới sắp ở trên miệng trắng xe vậy nè. Đắp đất lên. Chống đạn. Để dành có... Nhà giàu ý dành thôi, mà bị cháy từ tháng đó. Đứng dòm luôn. Rồi còn một số ông ngoại lấy làm đòn lăng những kia ghe, đòn nỉ ghe, kéo ghe. Dạ. Kêu bằng đòn lăng á. Rồi lấy cây cột đó, cháy. Thế là con. Kéo đẩy nó lăng á. Dạ. Còn con lăng nữa. Đòn kêu đòn lăng. Hồi đó không có kéo đường ray như giờ đâu Sinh. Dạ. Kéo tay. Sơn Hà quậy đây. Rồi hôm nay chia sẻ cả nhà mình và ảnh cho vui nha. Sơn Hà quậy cái máy của bà Sơn này. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo ha. Hôm nay ăn cơm với cô Sạch. Rồi xin ngủ với cô chú nha. Rồi chào cả nhà nghe.